vẫn giữ 6 thói quen này, thu nhập cao đến mấy cũng chóng hết tiền. Trong những trường hợp này, thói quen tiết kiệm thực sự là giải pháp tốt nhất. Ngày một chi tiền nhiều hơn khi thu nhập tăng lên. Thu nhập tăng, bạn nâng cao điều kiện sống của bản thân là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng thu nhập tăng, bạn thay đổi cách tiêu tiền. Nếu thường xuyên tiêu tiền đến cạn túi thì sớm muộn gì, bạn cũng rơi vào tình trạng khó khăn, túng thiếu. Hiện tại không biết tiết kiệm, tương lai dễ xa vào khốn khó, chẳng ai đưa tay giúp đỡ. Vì thế, hãy giữ mức chi tiêu ổn định và luôn kiểm soát đầu ra đảm bảo cuộc sống cá nhân. 2. Luôn cho rằng quá sớm để tiết kiệm. Nhiều người cho rằng tiết kiệm chưa phải nhiệm vụ của tuổi trẻ vì thế họ tiêu tiền chẳng suy nghĩ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, không bao giờ là quá sớm để tiết kiệm, thậm chí hãy tiết kiệm trước khi chi tiêu bởi thói quen này sẽ giúp bạn biết lo lắng cho tương lai của chính mình. Dù thu nhập cao hay thấp, hãy bắt đầu rèn luyện thói quen tiết kiệm. Ngày 3, không biết lập ngân sách. Với một ngân sách thực tế và phù hợp bạn dễ dàng chạm tay vào mục tiêu tài chính của mình nếu chỉ lập ngân sách cho có mà không bám sát theo dõi cẩn trọng thì bạn sẽ chẳng thành công đâu tiêu xài không có kế hoạch lại khiến bản thân túng quẫn những khi cần thiết lại không có tiền ngược lại có công mài sắt có ngày nên kìm lập ngân sách tốt giúp bạn trở thành người khác biệt ngày bốn không rõ nhu cầu của bản thân hầu hết tất cả mọi người chẳng rõ nhu cầu kiếm tiền của mình phục vụ điều gì trong khi đó những nhu cầu thiết yếu lại chẳng được đáp ứng Muốn giàu có, bạn phải hiểu mình cần gì để đạt được mục tiêu. Muốn như vậy, bạn phải ghi rõ những gì mình muốn và liệt kê những điều mình cần làm. Năm, bớ khoản nợ của chính mình. Khi vay tiền, hẳn nhiên ai cũng vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến khoản vay, không phải ai cũng tự giác và không phải ai cũng muốn nghĩ đến. Sự thật là với nhiều người, khi nhận được khoản thu nhập cuối tháng, số tiền nhận được hầu hết được dùng để trả nợ. Nếu không trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con. Vì thế, hãy ưu tiên việc trả nợ và làm lại bằng ngân sách để bản thân không còn cảm thấy túng thiếu mỗi khi nhận lương. Ngày 6, liên tục nâng cấp các ứng dụng điện tử. Các ứng dụng điện tử chính là một trong những điểm hấp dẫn của điện thoại thông minh. Điều này giúp cho cuộc sống của bạn có thêm nhiều điều mới mẻ nhưng cũng chính là vấn đề khiến bạn đau đầu. Bởi cứ mang tâm lý đi theo xu hướng, ví tiền của bạn cũng sẽ nhanh chóng mỏng đi trong sự bất ngờ.